Hello. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay đã ghé qua kênh youtube của Shop. Hôm nay Shop xin giới thiệu cho tất cả mọi người một cái mẫu vòng tay rất là thịnh hành ở trên các cái mạng xã hội, trên các cái trang thương mại điện tử hoặc các website ở trên mạng xã hội. Thì đây là một cái mẫu vòng tay à, rất là thịnh hành. Shop xin giới thiệu sơ cho mọi người dễ hiểu nhé. À, mẫu vòng tay này có tên là Rassatrass. Đây là một cái mẫu vòng tay của Mỹ, được à, những cái người chuyên chơi bóng rổ chuyên nghiệp họ đã nghiên cứu và sáng tạo ra cái mẫu vòng tay này được đan duy nhất một sợi dây để ra được một cái vòng tay như vậy. Đó mọi người có thể thấy rằng là rất là đẹp đúng không? Được thiết kế hai màu, một màu đỏ tím và một màu xanh kết hợp một xíu màu vàng, rất là đẹp mắt. Thì đây là cái logo của cái thương hiệu có mặt hình một cái mặt sư tử được khắc CNC và cái hình màu tròn hình khối này được làm bằng hợp kim mọi người nhé chống rỉ và được sơn một lớp sơn tích điện rất là đẹp được kết hợp giữa màu vàng và màu trắng ở giữa uh, cái mặt của con sư tử đây thì hai đầu cũng được ghim bằng uh, hai cái hợp kim uh, bằng hai khối hợp kim rất là, là chắc và không sợ bị hư hỏng nhé ở hai đầu dây cũng được làm bằng uh, hợp kim và được khắc cnc cũng cái thương hiệu rát sát rát đây uh, mọi người có thể thấy rằng rất là đẹp mắt thì mẫu vòng tay này có rất là nhiều người, nhất nhiều bạn trẻ đang rất là thịnh rất là thích bởi vì cái sự sáng tạo của nó và cái thương hiệu rất là nổi tiếng này à, thì lưu ý thêm các bạn đây là một mẫu vòng tay của Mỹ nhưng được nhượng quyền và sản xuất tại Trung Quốc. À, rất là nhiều bạn có thắc mắc rằng là sao cái sản phẩm này nó lại rẻ và rẻ như vậy thì mọi người có thể biết rằng là ở Trung Quốc với cái giá thành thì nó nhượng quyền thì nó sẽ rẻ hơn để nhập về Việt Nam thì shop chuyên nhập những cái sản phẩm từ trung quốc à, quảng châu thì đây à, các bạn để ý rằng là nó có một cái thương hiệu logo ở đây nhé mọi người nhé mọi người không thể nào mà mọi người à, sử dụng cái logo này đây mình quay mặt ngược à, các sư tử này à, mọi người à, lấy cái, cái thương hiệu này mọi người quảng cáo lên trên facebook hoặc là những cái trang mạng xã hội khác thì đều bị chặn bởi vì là cái thương hiệu này rất là lớn họ được nhượng quyền lại họ mới được làm chứ nếu không à, mình mà ăn cắp hay là làm thì nó đều không cho bán trên thị trường mọi người nhé mọi người quảng cáo trên facebook thì họ sẽ chặn các cái trang của của mọi người lại đây là một cái thương hiệu rất là lớn à, tuy rằng là nó không có uh, có gọi là thịnh hành uh, thịnh hành về mặt uh, nhiều người biết đến cái thương hiệu này tuy nhiên là nó là một cái mẫu vòng tay mà uh, có một cái thương hiệu khá là lớn ở mỹ một người uh, chưa biết tới thì có thể tham khảo trên mạng xã hội uh, còn uh, nếu ai đã biết rồi thì đây là một mẫu vòng tay mà rất là nhiều bạn trẻ nhất là các bạn nam uh rất thích đeo bởi vì nó mang phong cách rất là trẻ trung rất là nam tính thì được kết rất là nhiều các cái màu khác thì shop sẽ giới thiệu cho các bạn ở uh, trong những video tiếp tới uh, chứ còn uh, mẫu vòng tay này thì nó rất là nhiều màu mọi người nhé uh, thì để nói thêm về cái mẫu vòng tay này á thì mọi người phải biết rằng là ở Trung Quốc họ sản xuất nên đã thành rất rẻ còn nếu các bạn mà nhập từ bên Mỹ về á thì cái giá thành nó sẽ đội lên rất là cao, nó có thể gấp vài lần đến vài chục lần đó, tùy các cái mẫu. Nên là các bạn đừng thắc mắc rằng là nó tại sao nó rẻ như vậy. Thì các bạn nào có nhu cầu uh, sở hữu cho mình một chiếc vòng tay như vậy thì có thể comment ở dưới video hoặc là chia sẻ về tường uh, cho các bạn uh, khác biết để mà mua. Cái mẫu vòng tay rất là rẻ. Ở trên uh, các cái shop thì họ cũng có bán nhưng mà uh, có những cái sản phẩm nó không được đạt chất lượng có thể là hình thì như vậy nhưng mà có thể mình mua nó lại khác. Còn đây là shop đã quay trực tiếp cho các bạn rồi. Các bạn có thể yên tâm về cái chất lượng về sản phẩm và cái kiểu dáng mẫu mã thì shop sẽ thử, thử đeo vô tay cho mọi người nhìn nhé. Đó, mình sẽ đeo vô tay này. Thì kéo dây này ra này, đó mình đeo. Đó, mình sẽ cầm tại vì shop cầm uh, sử dụng hai tay á, uh, một tay thì uh, đụng vào máy là nó bị đó mình rít lại, rít lại ha. Rít lại thì đây khi mình đã rít cái màu móng tay thì nó như vậy này rất là đẹp này. đó mọi người có thể thấy rằng là đó mình đeo vô tay rất là nam tính thì shop đã chọn cái màu này tương đối là nam tính để cho các bạn thấy rõ khi mình đeo vô mình đi mọi người mà khi nhìn thấy cái logo này như vậy là biết được là cái hàng của nó rất là là mắc tiền mọi người nhé ở shop bán rất là là hữu nghị các bạn có muốn sở hữu cho mình cái mẫu vòng tay này thì có thể comment ở dưới video hoặc là chia sẻ về tường để sau này có thể có có dịp mà chúng ta mua để chúng ta đeo ha rồi à, cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của shop à, chúc các bạn có được những trải nghiệm những cái thông tin về cái sản phẩm của bên shop À, nhớ là đăng ký Kênh để shop à, ra video mới giới thiệu cho các bạn những cái mẫu vòng tay khác các bạn có thể xem những mẫu vòng tay khác à rẻ đẹp à, Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video nhé Bye bye mọi người